Rồi, mến chào anh em. Hôm nay ngày 24 tháng 5 anh em tiếp tục giao cho anh ruột mình một bộ sới anh em. Ngày 300 về Sadec anh em ơi. Về đầy đủ luôn, anh trai mình sắm đầy đủ bộ luôn, cả 300. Bánh lá. Với dạ. Rồi thôi vô lấy nha. Với đầu máy này nè. Được được. Quay lại coi coi. Anh đợi nha. Bên mình có nhận làm bánh chạc nó bánh lá anh em. Đủ loại ha. Thì anh em nào có cần xài nhu cầu liên hệ anh em. GT140 đang chuẩn bị đẩy ra luôn nè. Trời ơi. Ừ. Rồi xăng nhớ có chất lượng ha. Đúng rồi, cái xăng nhà nước đó nha. Trời cái xăng Petro á.